rồi hết xuôi ta lại con tôi gửi tay trước chăm lát lại lấy giò được không? Đúng rồi chú, phải cộng băng tiền với già để như một gấp vô này chú. Rồi đây đủ rồi. Năm mổ ớ em để riêng ngoài cho chị nha. Cho năm mổ ớ riêng. Nước ba chỉ. Rồi, ba chỉ hay là gọi ba rọi gì cũng được hết. Qua bển chị qua bển lấy giùm em. Đây là 160. Dạ không căng. 150 hả? Dạ một lạng là 50 á. Rồi hiểu rồi. Lấy điểm nó luôn đi cho chẳng hai lạng chú, còn với xíu nữa là vậy là lấy hai lạng luôn là 100 ngàn nửa ký đúng hai chị đây là lấy tiền rồi cho chú tiêm hàng có dư rồi có dư đó bây giờ là cộng trăm nha. Em nửa ký nguyên miếng không chặt. Nửa ký nguyên miếng không chặt. Cái nào ít mỡ. Chăm đi chú. Đâu nửa ký ba chỉ của em hả? Kia kia kia. Con dưới 100 nè. Qua bên kia là chị chỉ ở trong. 100 ngàn. Đây là cái gì 160. Ví dụ nhiêu? 100 ngàn là ba gọi cho là gì ngon á. Dạ. Hai thứ là ví dụ. Đó. Điếm là mềm ba chừng chừng nè đó giờ chứ giữ giấy đi da da của chú dạ biết rồi chú ơi con viết giấy cho chú rồi con nhận tiền là con phải giữ cho chú dạ 116 quá đã luôn. Đây tí tóc đi nha, đi đi. Về lại tí tóc đi. Bảo mẫu em à, chở đồ con Mai ơi. Ờ lát có dọn gì Mai? Dạ. Không, hôm nay em nói chuyện thôi. Hết heo rồi cô. Giờ heo á. Tóc rồi mấy. Rồi heo 9 giờ. Hả? 9 giờ đi con. Dạ, ví dụ cô lấy cô còn. Cứ là em nói chuyện tiền đi, con giữ lại cho cô. Hàng ngày, đúng giờ. Nha. Cô lấy mấy cái cô nói đi. Hai cái mà cái cỡ ra 1 ký 2 ký á. Cái đó là cô lỡ căng như tính tiền ra chứ còn có 2 à, có 2 à. 500 ngàn hả? À, lấy 2 cái mà không có nạc á nha cô. Luôn. Đó. 2 cái ha. Rồi cái này 350 đi. 100 nè. Cái tường đó là được 500. 100 ha. 9 giờ mới có hả? Dạ 9 giờ đi cô. Hôm qua tôi đi thấy cái này nhiều. Qua đi mấy giờ cô? Con đi mấy qua đi tới giờ đây giờ mấy rồi? Dạ. À, tôi sợ đi trễ thôi. Bán nguyên ngày luôn mà cô. À cô mua giò heo á hả? Dạ. Cô khách sợ trễ sợ hết kìa. Sợ trễ. Nên là đi sớm. Hello. Hello gì ốp, hello bé Ly, hello chị Tâm, hello bà con. Bánh mì heo quay. Nóng quá hả Tâm? Dạ, chú Thành vừa qua tới là chú Tâm. Nóng không? À, quay lên mặt. Nghi là không nóng á. Đưa tay đây. Thôi, chín mỡ. Nóng với anh hại ta không? Nghi là không có nóng lắm, nhưng mà Tâm như là kêu nóng á. Nóng hổi luôn á, nóng hổi luôn á.
nổi luôn á. Ừ, luôn. Miếng heo quay thử. Tặng heo quay nhìn hấp dẫn không? Nóng lắm. Người ta nói là giòn không à, nóng thiệt cái chứ. Nóng thiệt. Để vô tay hành khác. À đúng rồi. Cho nó thành heo quay luôn đúng không? À, anh nhớ đờ. À. Đờ. 23 ổ luôn không? Vẫn là những gì cho ớt luôn nha. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu đó là diễn viên điện ảnh người mẫu Dì Út. Cái đến đó là bé Ly. Bé Đầm, bé Nga và bé Liên luôn. Đây là quần chúng. Quá hậu heo quay. Nửa ký với bà ổ 23 ổ. Nửa ký. 2 ổ mì heo quay đi. 2 ổ mì heo quay, 2 ổ mì heo lấy hết luôn. Trời, khách quá trời dữ luôn các bạn ơi. Chặt luôn á. Ổ 23 ổ bên này nha, cho ớt luôn. Rồi chú nữa. Giờ một cân đi, mắm 1 cân 2, tổng là 500 một ổ bên này. Nửa cái xương. Chặt luôn đi ơi. Chặt luôn. Cô dán cái tay áo cô lên coi. Khác coi cái khác. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Rất là rộn ràng luôn. Quá trời luôn các bạn ơi.